trời con cá đang ngồi đang ngồi. Súc biển á. Đồ đã anh em quá trời luôn. Một hai ba thấy lên liền. Thấy lên. Đấy, bắt được con thôi đấy, ngồi luôn nó đứng. Không có rồi, biết tiêu. Ta nhắn theo, ta nhắn xuống đất luôn cho nó giật. Chín rồi thôi luôn. Không hiên nữa. Wow, trời con cá đang ngồi đang ngồi luôn. Súc biển á. Lắm rồi, dở hai tay cho. Lúc đầu nè. Wow, trời con cá này. Wow, trời con cá rồi. Không, như nãy mình không có chỉnh rồi. Cái dầu đó, cái dầu. Chết rồi. Chết rồi. Không chết là nó hụt tới đây rồi. Đụng đáy luôn đi, bỏ vào đây cái nữa này. Ở chỗ này nè. Chỗ này nè, nó chết chỗ này nè. Rồi, chỗ đó. Cái dầu thế. Tao có cái dầu rõ ràng. Ha, làm cắm ảnh nền coi. Cầm lại, cầm đuôi lại. Mày chổi không? Cầm đuôi chắc nha. Ê. Tụi mày vô đánh hay chứ? Không có, để tôi chụp. Anh em ơi. Con à, con kia con cá lóc mà cá lóc chạy rồi. Cá lóc nó chạy trước cái dầu nữa. Lóc rồi. Cái dầu bự hơn nó luôn. Ướt cái bình. Giá gì qua cái bình đâu mà. Chín con nữa kìa. Không sống. Không sống. Gì? Đường kia đi, hồi mày mới quay lại đây nữa. Chết rồi đó. Chết rồi đó. Ừ. Nếu bệnh vô tới trong người được không đó? Tới nhà luôn rồi. Chết rồi, cái con lượn vậy. Tính lại đường này kiếm cái dầu, ra đường kia không có cái dầu không. Đừng có bóp nữa trời, người ta đẩy người ta chết đi không chịu. Chúa tải rồi anh em ơi. Nóng lên trước này mỏi không mỏi trên trước nữa mỏi quá được một một hai ba mở lên đấy tôi quay cái quay ra cái đồ là anh em quá trời luôn. Một hai ba thấy lên liền thấy lên ừ ừ hơn người la nữa.
Đây, anh quả nha anh em. Mười mấy ký một con. Đó, mình phải dùng. Em muốn phép này. Chị đăng ký kênh bên dưới ủng hộ anh em ơi. Em lại dấu sau nha.